Xin chào cả các bạn, chào mừng quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu trong video này Mà với các bạn sẽ cùng nhau mình đi hỗ trợ cái phần SEO Meta Tags cho những cái trang blog details các bạn ha Thì trước đây ấy, mình với các bạn đã cùng nhau setup cái phần SEO này cho cái trang home rồi Thì như các bạn cũng đã thấy là đây mình đang thử debug ở trên Facebook này ha Đây là cái trang, cái link của cái project Next.js mà mình đã deploy trên uh, uh, puzzle, ha thì bạn thấy là nó sẽ ra được cái một cái phần review khá là đẹp à, nó có cái phần thumbnail, cái phần title, các phần description theo như mong muốn của mình ha thì bây giờ là mỗi cái trang blog details nó cũng tương tự như vậy nó cũng sẽ có những cái thumbnail khác nhau nó có title khác nhau, description khác nhau thì làm sao mình sẽ đắp những thứ này cho nó ha hiện tại nếu các bạn mà thử vào những cái trang blog details của mình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có ra được đẹp đẽ giống gì đâu <laughs> ví dụ mình đi bớt thử nè thì các anh sẽ thấy là đây nó chỉ ra được cái đó, block retail space rồi cái gì đó nó 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 không ra được cái cái phần như mình mong muốn ha thì bây giờ là làm sao mình phải setup được cho nó giống như cái trang hôn như vậy ha thì bây giờ các bạn cùng à, các bạn cùng mình tìm hiểu trong video này nhé rồi ok bây giờ mình bắt đầu thôi Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái code một chút xíu ở cái trang home này ha, ở trong cái phần pages nè, uh, index.js các bạn ha. Thì các bạn thấy là mình đang sử dụng một cái component tên là SEO và mình truyền cái object data vào, thì trong đó nó có title, description, URL và thumbnail URL. Rồi, thì cái title description mình lấy uh, mình mình thông tin này mình sẽ lấy từ cái uh, cái bài boss rồi đúng không? Thì nó có sẵn rồi. URL thì mình chưa có, mình cần phải build một chút xíu, mình sẽ build từ cái host của mình, sau rồi seek block rồi xịt cái slug của bài, bài blog thì nó mới ra được cái URL còn cái thumbnail URL thì hình như là hiện tại mình chưa có định nghĩa trong cái kiểu dữ liệu của mình nó không có cái thumbnail URL thì mình sẽ bổ sung thêm cho nó ha đó rồi thì như vậy sau đó là mình sẽ gắn cái phần SEO này vào trong cái trang uh, post detail của mình đó post detail của mình nè để uh, uh, nó phải là blog, blog page ha. Ờ, mình 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 chưa đổi tên luôn à, đó nói chung là là, là trang blog Detail đó <laughs> ờ, mình sẽ thêm cái SEO vào trong này là là ok ha rồi thì trước tiên mình sẽ thêm một cái kiểu dữ liệu cho nó ha à, mình gọi nó là cái thumbnail URL luôn đi ha thumbnail URL, và mình uh, cho nó là uh, gọi là optional đi có được, có được không có cũng không sao ha rồi thì lúc mà mình parse nó là trong cái phần ut post này thì mình đang parse nó các bạn ha Các bạn thấy là mình đang map từng cái ID, slot Title các kiểu nè Thì trong đó mình sẽ add thêm cái phần nữa là cái gì các bạn à, Ngoài Title, Description các kiểu ra Thì mình sẽ thêm một cái phần nó gọi là cái Thumbnail URL lấy từ cái data. À, chấm cái gì đó thì các bạn phải coi cái file mặt đeo của mình Thì mình thấy là hai cái file đầu tiên nó không có <laughs> Nhưng file thứ ba của mình nó có nè Cái phần image Đó nó có cái phần image Rồi là data.image Thì tạm thời thì tạm thời mình sẽ dùng ké cái phần image này để mình coi image này là cái gì vậy ha uh, thì bạn có phải rồi nó sẽ là cái hình này ha vì mình sẽ xài tạm cái hình này cho ba cái bài luôn nha cho ba cái bài blog của mình nha các bạn có dĩ như các bạn sẽ có quyền đổi thành những cái 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 hình khác của các bạn ha nhưng mà mình ở đây mình lấy ví dụ mình 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 copy cho nó lại nha mình đem hai cái này qua ba cái bài blog đi luôn cũng là cái thumbnail đó luôn <laughs> đó như vậy rồi như vậy là mình sẽ lấy từ cái thằng image cho cái phần thumbnail url của bài blog của mình, Thầy thumbnail url mình sẽ lấy từ data chấm à, chấm image rồi thì uh, như vậy là trên cái trang uh, details của mình ha trong cái phần box này nó sẽ có cái phần thumbnail url như vậy là mình có đủ rồi uh, ok thì bây giờ mình sẽ thử ha mình sẽ thêm cái ông thần uh, cái trang home của mình đầu trang home của mình đầu đây trang home của mình đây mình copy luôn thấy vậy mình copy thằng seo này qua luôn nè mình pass vào đây rồi sau đó mình sẽ à, xóa để gõ lại để cho nó tự động import này à, import SEO của mình ha rồi bây giờ cái title thì mình sẽ lấy từ đâu các bạn lấy từ cái bài uh, post chấm uh, title ok chưa thì uh, cái này thì các bạn có thể là uh, đạt thêm ví dụ như là thêm những cái suffix gì đấy ví dụ chẳng hạn như là uh, uh, lúc đầu là cái cái title sau đó là thêm một cái suffix gì đó ha mình ví dụ như là đây là cái title xong mình sẽ nói là Easy Frontend Blog ví dụ vậy, mình ví dụ cái đó là tùy các bạn ha, cái title thì tùy thôi, cái này tùy nhu cầu của mình thôi, chứ không có gì hết ha. À, phần description thì mình có thể là lấy từ cái bài post chấm à, cái description ha, đây description này, ok chưa? Rồi về cái phần URL này nè, thì các bạn thấy là uh, cái, cái 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 đường dẫn đi nè, cái đường dẫn đi nè, thì mình sẽ phải sao các bạn, à, mình phải build, à, mình phải build thì như là ví dụ chẳng hạn như là mình à, có thể là biến cái này mình có thành fixed mình có thành fixed cái ông thần này là mũi một cái biến môi trường chẳng hạn à, mình, mình biến nó thành một cái biến môi trường thì à, ví dụ như chẳng hạn như là ở đây mình sẽ có cái ông thần là à, thêm một cái biến môi trường nữa đi à, mình sẽ thêm một cái biến môi trường ví dụ như là ở đây mình có một cái biến môi trường là api url rồi thì bây giờ mình sẽ thêm một cái thằng mình gọi là cái uh, host url nữa ừ, cái host URL. thì nó sẽ là cái đường dẫn đây nè Đó, cái lên này nè thì đây là cái đường dẫn mà mình đã deploy cái project Next.js này lên trên Verso ha Các bạn thay thế cái đường dẫn này bằng cái uh, đường dẫn mà trên Next.js của các bạn nha à, Trên uh, chứ Thì các bạn vào trên Verso nè Rồi các bạn vào trong project của các bạn nè Sau đó các bạn coi cái đường dẫn ở chỗ này này domain này ra hả Đó, đây chính là cái đường dẫn của mình ha Thì các bạn tự thay thế bằng cái đường dẫn của các bạn nha Như vậy mình sẽ có thêm cái host URL nè Rồi mình coi thử là mình thêm cái gì vào trong này Ok mình sẽ dùng process chấm 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 cái ông thần này okay. OK uh, rồi OK để mình chút xíu host URL OK thì ngay chỗ này ha ngay chỗ này mình sẽ uh, dùng chỗ này mình sẽ là process chấm cái uh, nó sẽ là host uh, URL rồi sau đó mình sẽ là sheet ha uh, ví dụ như ngay chỗ này ở trong cái file environment mình bỏ cái dấu dấu sheet này đi ha thì như vậy là cái host url xong mà sau đó xịt là xịt blog sau đó xịt tới cái uh, của mình là bài post chấm slot ha đây nè ví dụ bạn coi ví dụ đây này ha đây là cái trang của mình nè đầu tiên là cái uh, cái host của mình sau đó là xịt blog và sau đó xịt cái, cái 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 slot của mình ha đó nhờ như vậy là cái url còn cái thumbnail thì mình sẽ lấy từ cái trực tiếp từ cái thumbnail thôi ha post chấm uh, thumbnail url thì các bạn thấy là thumbnail url có lúc có lúc không À cho nên là các bạn có thể là trong trường hợp mà không có bạn có thể là để default một cái thumbnail nào đấy. À, tùy các bạn ha. các bạn có thể là để gọi mặc định một cái thumbnail nào đó nếu trường hợp mà nó không có định nghĩa thì mình có thể lấy ở đâu đó ha. Mình ví dụ như lấy ông phần này. À, lấy ông phần này. Đó, ok ha. Ví dụ như là nó không có. Thì uh, ok để mình uh, xóa thêm một cái đi ha. Ví dụ ông đầu tiên đi. Ông đầu tiên nó không có image đi ha mình ví dụ như vậy. Thì để cho ông đầu tiên là nó sẽ lấy cái thằng default. Ông thứ hai thì nó sẽ, hai ông thứ hai và ông thứ ba thì nó sẽ lấy theo uh, đúng cái của nó định nghĩa ha Rồi, ok Thì như vậy lúc này là cái trang, uh, uh, blog, đây là cái trang blog Slug này ha, là trang blog detail đó Là mình đã có thêm cái thằng SEO này Trong đó mình có cái phần title là Nó lấy từ boss title, mình thêm cái phần suffix Là easy blog, đó Description là mình lấy từ bài blog luôn URL thì mình build, đó mình build, mình có build thêm một cái host URL này nữa ul thì mình sẽ lấy từ cũng từ bài boss từ cái mặt đào trong trường hợp nó không có thì mình thêm cái thằng default này nữa mà trong trường hợp mà bạn sử dụng cái thứ này nè bạn nên đặt biến constant các bạn ha chứ đừng có để một cái link gây thế này thì 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 rất là khó sử dụng ha nên đặt vô một cái biến uh, constant nào đấy mà thôi ở đây mình tạm test nhanh nên là uh, mình để đây nha nhưng mà trong thực tế thì các bạn nên đặt cái biến này vào trong một cái global constant nào đó để dễ sử dụng ha rồi ok thì bây giờ mình sẽ build lại project ha Coi thử là nó có bị lỗi gì không Như anh dev nè các bạn ha Thì coi thử nó có bị gì hay không ha Ok Rồi để nó chạy lên ha Để nào Ok Đợi nó chút xíu nó lót các bạn ha <laughs> Ok, sau lâu vậy, có, có bớt rồi Ok um, Aaron Post, thumbnail nay you return from Kessler props gì đấy uh, Cannot be serial Please you noon or omit this value Rồi, ok Tức là ngay chỗ này nó bị là uh, Gọi là bị undefined đó uh, Nó không chịu hả uh, Ok, Cái static props Nó không thể là serialized uh, được để use null hoặc là omit luôn. Uh, um, cái này mình có xử lý riêng ra ngoài. Thôi bây giờ mình tạm sử dụng luôn đi ha, sử dụng null đi. Ok, để cho nó không chữ cái này nữa. Hoặc là mình sẽ phải check ở bên ngoài rồi sau rồi mình kiểm tra nếu có mình mới add vào trong object đấy mà thôi. Mình sẽ luôn đi ha, nó cho sẽ luôn mình sẽ luôn trước đi ha. Để coi thử là nó được hay không ha Ok, đó là trong cái trường hợp mà đầu tiên các bạn block của mình mà mình không có cái thumbnail URL đó các bạn ha Mình không có thằng image á đó. đó. nó bị lỗi trong trường hợp đấy, nó không có serial và json được Chuỗi thì fix làm gì ghê Rồi Để Build hơi lâu ha Lên không Rồi, thấy nó ra ra được như này là chắc là được rồi Ok, thì lúc này các bạn sẽ đi vào một cái trang uh, details nào đó ha thì sau đó các bạn sẽ check thử à, vào cái một cái trang detail này ha sau đó mình sẽ check thử cái phần seo của nó ha ok rồi à, đây là trang uh, detail này rồi thì nó sẽ ra được là uh, to title Next next.js tutorial để mình inspect cái trang này một chút xíu nha Để có thể nó ra được đúng không mình sẽ check cái uh, view page source luôn để mình coi thử. <laughs> coi thử là nó ra được đúng như mình mong muốn không. À đây nó sẽ có cái phần ví dụ như là title đi ha. Next chess tutorial easy frontend như vậy là nó sẽ không hợp lý, à không hợp lý bởi vì à, đối với cái trang này thì mình mong muốn là nó sẽ phải ra được à, là cái phần SEO này, tức là cái trang title này rồi easy frontend blog chứ không thể nào mà à, nó ra cái 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 cái, cái next chess tutorial này các bạn ha. Như vậy thì không hợp lý, cái này không hợp lý. Uh, đây, viết cái lệnh, khúc này thì nó ra đúng nhưng mà ở trên này thì nó ra sai Để mình reload lại coi Ok, để mình chụp xíu, uh, title git nè, ok nè uh, Meta, meta, title, à cái phần title nó vẫn là next tutorial easy for name Ok, vậy để mình coi cái phần SEO này à đây là do cái phần net title cái này mình chưa có đổi sang là cái cái, cái đúng cái title chỗ này nó mình phải đổi sang cái title này à bớt mình làm lần trước có bớt à, chết <laughs> ok sorry mọi người hèn thấy là lạ sao lạ, lại không ra ok rồi tiếp theo thì đây cái bài blog detail này à, mình chưa có style cái này mình chưa có style mình support SEO trước đi rồi mình sử dụng mình style sau ha ok rồi, thì bây giờ mình sẽ coi lại ha. OK, đây phần title ha, hết title là đúng rồi nè. Đó, description nè, OK, mà dài quá để chửi. <laughs> OK, rồi nó có nó detect được hết rồi nè các bạn ha. Đó có phần title, description, image gì đó, OK rồi đó. Như vậy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử mình push cái ông thần này lên trên uh, uh, code ha. Mình sẽ push lên ha. Uh, như vậy thì cái uh, cái này là cái bài số 0511 thì phải, uh, thì mình nhớ không làm đúng rồi, thì nó sẽ là cái uh, SEO support ha uh, for blog details rồi, thì bây giờ mình sẽ coi sơ sơ lại đúng chưa ha, rồi post thumbnail SEO rồi thêm cái phần image, ok, giúp rồi sau đó mình uh, đẩy lên ha cho nó build lại sau đó mình sẽ test trực tiếp với các bạn luôn ở trên cái uh, Next.js cái link Next.js của mình để mình đi các bạn thấy là hiện tại á khi mà mình vào cái link mà git này nè nó nó ra rất là lạ ha block details space rồi khi nhắc tới gì đó ha thì cái hồi lấy hồi để nó build xong thì mình coi thử là nó có nó nó có ra đúng được hay không ha thì cái đây nè đây cái build mới của mình nè nó đang build này ha thì đợi chút xíu nó sẽ build xong rồi mình với các bạn sẽ cùng nhau mình kiểm tra ha thì đây là cái cái link uh, gọi là cái developer facebook com tools debug thì các bạn sẽ vào cái link này để các bạn hay là nhập một cái url bất kỳ để nó 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 check có thử là nó 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 sẽ view khi mà bạn share cái link này trên facebook á thì nó sẽ hiển thị như thế nào ha thì hợp chắc là nó cũng đi scan những cái thẻ meta tags này nọ thôi cho nên là bạn có thể là vào đây và bấm debug nó sẽ show cho các bạn ha rồi cái này sẽ đợi nó build chút xíu ha nó build khá là nhanh nên là mình sẽ đợi chút xíu rồi mình sẽ check lại ha Ok, rồi. Thì trong cái phần uh, next uh, mình dùng cái next head này để dùng cho để mình add những cái thẻ vào trong cái phần head của mình khi nó build ra mail thì có một cái điểm hay của ông thằng này các bạn có thể là lưu ý chút xíu. Đó là uh, ở mỗi trang của mình ví dụ chẳng hạn mà nó trang home đi, mình có những thẻ meta tag này, mình qua trang ba nó có những meta tag khác, mình qua trang blog details nó có những trang meta tag khác. Như vậy thì nó có làm sao mình biết được uh, nó có bị gọi là bị conflict hoặc bị trùng với nhau hay không về cái mặt meta tags này ha ví dụ trang home nó có meta tags title qua trang about blog details nó cũng có trang uh, cái title luôn thì như vậy nó bị conflict flick thì như như thế nào đúng không thì các bạn thấy có một cái khá là hay của ông thần uh, nó xử lý giúp mình luôn rồi đó là những cái nội dung của phần head của mình á của cái trang nào á thì nó sẽ tự động xóa đi nó tự động xóa đi khi mà cái 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 component của nó bị anh mèo tức là ví dụ bạn ở trang home bạn có hai cái meta tags mình ví dụ vậy khi mà bạn qua trang ở bao đi cho nó ngắn gọn ha khi bạn nó bạn bạn qua trang ở bao trang ở bao nó có ba meta tags thì khi mà nó qua trang ở bao đó các bạn thì cái trang home của mình nó sẽ bị anh mèo đúng không thì lúc mà nó bị anh mèo thì nó sẽ xóa luôn hai cái meta tags của trang home sau đó nó sẽ qua trang ở bao và nó sẽ lót nó sẽ add những cái meta tags của trang ở bao vào như vậy là mỗi trang nó sẽ có những cái meta tag độc lập với nhau như vậy nó sẽ đỡ bị ảnh hưởng ha nó không có bị ví dụ mà gọi là bị gọi là bị duplicate cái kiểu à, trong trường hợp là giữa những cái trang khác nhau đó thì cái này khá là hay thì các bạn có thể là lưu ý thêm dụng này chút xíu ha rồi để mình coi thử nó build xong chưa à, vẫn vẫn chưa xong <laughs> nó vẫn đang build các bạn ha à, có vẻ ổn à, build tới đây là khớp ổn áp rồi build xong rồi này thì nó chuẩn bị à, sẽ 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 update lên một cái là mình sẽ có cái có để test ha uh, mình sẽ lấy thôi mình sẽ đi lại ha mình chỉ cần bấm nút này bấm nút đi thì nó sẽ scan lại cho mình và nó lấy nội dung mới cho mình ha rồi thì mình sẽ có trang ba bài blog đúng không mình sẽ có 3 bài blog uh, một rồi cái này lúc này là xong rồi nè đó xong ready rồi nè nó ready rồi nè là lúc này mình test được rồi này ha thì ví dụ như là đầu tiên là cái lệnh git nè sau đó là cái lộ trình gì đó đúng không giờ mình test cái git này trước ha đi bớt thử coi thì uh, debug đi lúc này mình thấy là mình sẽ scrap lại tức là mình đi muốn muốn yêu cầu nó đi quét lại thông tin thì lúc nào các thấy là nó đã ra được mới cái mới này hai rồi cái thumbnail cái title giống như của mình rồi easy front blog này đó ngon lành ha ngon 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 <laughs> rồi ví dụ như cái link thứ hai là link lộ trình gì đó đi ha thì mình bỏ link lộ trình vào thử đó đi bớt rồi cái này chưa có luôn thì mình sẽ phát luôn fast cái 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 cái, cái information thì lúc này mình thấy là đó nó ra được cái thumbnail rồi ra được cái title của mình mà title của mình đang hơi dài nha hơi dài quá dài quá à, nên nên tối ưu lại chút xíu ha nó đang chửi đó à, nó hơi dài rồi tương tự ha tương tự cho cái ông phần khác Từ cũng như vậy đó, cũng phát thì lúc này các bạn thấy là mỗi bài blog của mình lúc này bạn sẽ có những cái title khác nhau description khác nhau những cái thông khác nhau ha thì các bạn cái xử lý à, trường hợp thay khác nhau các bạn hết bỏ chắc là bỏ phần suffix này đi ha suffix này có thể nó hơi dài quá <laughs> đó thì cái uh, này tùy ý mình các bạn ha tìm mong muốn các bạn Mà muốn cái nội dung cái phần nội dung title description này tùy các bạn ha đó các bạn tự gọi là tự điều chỉnh nó như thế nào cho nó phù hợp nhất có thể ha rồi như vậy là tới bước này chúng ta đã có được một cái gọi là hỗ trợ được cái phần seo cho những cái bài gọi là những cái trang blog details của mình rồi như vậy cool các bạn ha như vậy vì lúc này bạn cứ viết blog rồi các bạn chỉ cần định nghĩa uh, những cái thẻ tương ứng những cái nội dung tương ứng vào trong cái phần Uh, uh, mặt đao thôi, còn lại nó sẽ động generate ra những cái meta tag cho mình luôn, ngon lành ha. Rồi, thì hy vọng là video hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha